Chào mọi người, clip này thì mình sẽ mở khóa cái outfit thứ hai của nhân vật Coran các bạn. Đó chính là cái Stanza Wind outfit, một cái outfit rất là đẹp các bạn. Đây, và cái vị trí thứ 30 của cái phần Season Hunt nó đã unlock rồi các bạn. Cho nên hôm nay thì mình sẽ mở khóa được cái outfit của nhân vật này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở khóa nha các bạn. Ok các bạn. Còn ván trượt thì hôm nay chắc chắn là Coran của chúng ta sẽ sử dụng cái ván trượt, đó chính là cái ván Viper Fish các bạn. Và nhạc nền thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái bài nhạc nền mặc định của cái bản update Underwater. Còn bây giờ thì mình xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức nhạc và trải nghiệm cái outfit mới của nhân vật Coran nha các bạn. Rồi, xuất phát thôi các bạn ơi. Oh, my God.